khiu chúng tôi phải sử dụng đắm rối cổ sâu và thần kinh hoành để chuyển cho thần kinh cơ bì. Đây là một cái phẫu thuật tôi phải nói rằng là một trong phẫu thuật đầu tiên trong đời tôi và đầu tiên ở miền Bắc mà tôi được biết. Đầu tiên gấp khỉu, sau đó gấp khỉu được rồi chúng ta phải cho duỗi các cổ tay và duỗi các ngón tay ra để hoạt động được nữa, và sau cùng chúng ta đóng cứng khớp vai như thế này. Cái quy trình phẫu thuật đó phải hiểu biết, có kinh nghiệm thì mới làm được. Trải qua hai lần phẫu thuật đầu với vô vàn khó khăn, vì cánh tay trái của chị Mai Anh không những mất giữ dây thần kinh vận động mà những dây thần kinh quan trọng còn lại như thần kinh trụ, thần kinh giữa có vai trò tạo cảm giác cho cánh tay, bàn tay đều bị dập và tổn thương nặng. Nhưng với kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, giáo sư Nguyễn Việt Tiến và các cộng sự đã xử trí khéo léo, thực hiện các phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Ngay sau phẫu thuật, chị Mai Anh đã có thể tự lập trong các sinh hoạt cá nhân, tự điều khiển xe gắn máy đi làm với đoạn đường hơn 40 km. Niềm hy vọng được thắp sáng, chị Mai Anh đã có thêm động lực tiếp tục hoàn thành ca mổ thứ ba đầy khả quan. Sau hai lần mổ thì tay em đã vận động được, tức là tay co ra co vào được, đối chiếu được và gấp khỉu được. Em đã từng đi xe máy từ nhà sang giáp bát, bởi từ bên Đông Anh đấy ạ, từ Đông Anh thì sang đây nó cũng xa. Em cảm thấy nó thay đổi rất nhiều, nó làm cho em tự tin hơn và em có thể mê được cái mâm nhẹ bình thường, mê được xong nước canh. Lần này là đóng khớp vai cho em, khớp vai của em bị lỏng ấy và có thể em dơ lên dơ xuống được, cho nên em rất vui ạ. Em hy vọng là sau đợt mổ này của em nó sẽ thành công rực rỡ và em có thể ngồi buộc tóc, tết tóc được cho con gái mình và nấu những cái bữa ăn ngon nhất để cho gia đình mình ăn. Đúng như mong ước của chị Mai Anh và sự kỳ vọng của giáo sư Tiến, ca mổ thứ ba đóng cứng khớp vai, hoàn thiện quy trình phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Theo giáo sư Tiến, sau ca mổ này khoảng 3 tháng tới, bệnh nhân sẽ hoàn toàn bình phục các chức năng của cánh tay trái. Một cuộc sống mới mở ra, chị Mai Anh lại có thể viết tiếp những mơ ước, thực hiện được những dự định bằng chính đôi bàn tay khỏe mạnh của mình. Bác là một người bác sĩ tận tâm, rất yêu thương bệnh nhân ấy. Nếu như bác đồng ý, em muốn nhận bác làm bố nuôi. Em muốn nhận bác làm bố nuôi. Bởi vì bố mẹ để em đã mất hết rồi.